Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay thì mình sẽ làm món trứng cút ngâm nước tương. Với cái món ăn này đó các bạn, thì mình làm rất là đơn giản nha, rất là nhanh gọn lẹ. Thì hôm nay các bạn hãy cùng mình vào bếp để làm ngay cái món này đi nha. Để làm cái món này thì ở đây mình có chuẩn bị 30 cái trứng cút. Hay trứng cút này mình mua trong siêu thị thì người ta vô vỉ như vậy nè các bạn. Và nước tương không thể nào thiếu được nha. Nước tương thì ở đây mình dùng 150ml. Nước tương các bạn dùng loại nào cũng được hết. Nhà mình ăn loại nào thì mình dùng loại đó thôi. Và nước thì mình dùng 100ml nha các bạn. Và đường nâu. Đường nâu này thì mình sẽ dùng khoảng 2 muỗng canh. Mình dùng đường nâu để cho cái màu nó được đậm hơn khi mà mình ngâm trứng cút đấy các bạn. Còn bạn nào không có đường nâu thì mình dùng đường cát trắng bình thường nhé. Và đây là mè trắng. Mè trắng thì mình sẽ dùng khoảng 1 muỗng canh. Hành lá thì mình dùng khoảng 2 cọng nha các bạn. Mình cắt cho nó ngắn ngắn ra nè. Và ớt thì mình dùng 3 trái. Ớt này thì tùy các bạn thôi. Mình ăn cay nhiều thì mình dùng thêm ớt. Củ hành tím thì mình dùng 2 củ nè. Và 3 tép tỏi. Đấy các bạn thấy nè, cái nguyên liệu để chuẩn bị làm cái món trứng cút ngâm nước tương của mình vô cùng đơn giản luôn. Và bây giờ thì mình sẽ thực hiện nha các bạn. Đây, trứng cút đây nè các bạn. Trứng cút mua thì các bạn nên chọn những cái trứng mà nó không có bị bể nhé. Để khi mình luộc nó không có bị lòi cái phần trứng ở bên trong ra. Với lại cái trứng của mình nó cũng láng và đẹp nữa. Trứng cút này để trong hộp đó các bạn, cho nên là nó được bảo quản rất là kỹ. Nó không có bị sứt mẻ một chút nào hết. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đem trứng cút đi luộc trước nhé các bạn. Mình cho nước vào khoảng nửa nồi nước nha các bạn. Mình sẽ đun cho cái nồi nước này sôi lên rồi mình mới cho trứng cút vào luộc. Trong khi mà mình chờ cho cái nồi nước nó sôi á, thì các bạn chuẩn bị cho mình sẵn một cái tô nước đá như vậy. Để khi mà mình luộc trứng mình sẽ cho vào trong cái tô nước đá nhé. Nước đã sôi lên rồi đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ cho trứng cút vào mình luộc nhé. Và mình sẽ luộc trong vòng 1 phút. Các bạn nhớ canh thời gian nha. Rồi mình để lửa lớn lên. Sau khi luộc được 1 phút thì mình sẽ vớt ra nha các bạn. Rồi mình cho vào trong cái tô nước đá. Cho thêm miếng nước vào nha các bạn. Mình cho vào nước đá như này để cho nó mau nguội. Với lại cái lớp trồng trắng á, nó cứng lại mình dễ lột nữa. Rồi bây giờ mình sẽ luộc những cái trứng còn lại. Đây mình đã luộc cái mẹ cuối cùng rồi nè các bạn. Cho vào rồi mình ngâm tầm khoảng 4-5 phút. Các bạn thấy trứng cút luộc rất là nhanh luôn đó. Tại vì nó nhỏ nè. Trứng gà thì nó hơi to hơn, mình luộc nó sẽ lâu hơn một chút. Trứng này mình luộc kiểu nó hơi lòng đào đó các bạn. Cho nên là lúc mà mình lột á, thì mình sẽ nhẹ nhàng để tránh nó bị bể ra đó. Đây các bạn thấy là khi mà mình bóp á, thì nó mềm mềm như vậy nè. Đó. Bạn nào không thích ăn lòng đào thì các bạn luộc cho nó chín luôn cũng được. Mình lột mình phải nâng niu nhẹ nhàng với em ấy nha các bạn. Đây các bạn nhìn nè. Mình có thể thấy cái lòng đào luôn á. Rồi trứng cút thì mình cũng đã lột vỏ xong hết rồi đây các bạn. Giờ mình để nó qua một bên nha. Mình chuẩn bị một cái hộp nha các bạn. Cái hộp hình chữ nhật. Rồi mình sẽ cho nước vào. Và nước này thì các bạn nấu cho nó sôi lên nha. À, sau đó mình cho đường vào. Mình khuấy cho đường nó tan ra nha các bạn. Nước nóng này thì đường nó rất là mau tan. Đây bây giờ thì cái đường nó cũng đã tan ra rồi nè các bạn. Nước đường nó có cái màu nâu nâu gì nè. Rồi mình sẽ chế nước tương vào luôn. Khuấy đều lên nha các bạn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ sắc hành lá.
Lá này thì mình sẽ sắc nhuyễn. Bạn nào mà không thích cái mùi hành thì các bạn có thể sắc cái khúc nó dài hơn một chút cũng được. Rồi đây mình sẽ hút hành rồi mình cho vào trong cái thố nước tương luôn. Rồi đến củ hành tím nha các bạn. Củ hành tím thì mình sẽ sắc nhuyễn nè. Rồi mình cũng cho vào trong cái thố nước tương luôn. Các bạn cũng có thể thêm hành tây vào cho nó thơm nữa cũng được. Tỏi với ớt thì mình cũng sắc nhuyễn luôn. Mình cho vào tỏi, ớt, hành tím, hành lá rồi nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi rang mè, mình cho vào luôn. Mình rang mè với lửa nhỏ thôi nha các bạn. Rang cho nó hơi vàng lên là được. Bạn nào ở nhà mình có lò nướng á, các bạn có thể để vào trong lò nướng. Như vậy thì mình khỏi phải đảo đó. Để vào lò nướng thì các bạn để nhiệt độ là 150 độ trong vòng 5 phút. Đây đây, hạt mè đã vàng khè rồi đây các bạn ơi. Rất là thơm luôn á. Và bây giờ thì mình sẽ đổ hạt mè vào trong cái thố nước tương khi nãy luôn. Rồi mình cho mè vào xong rồi mình sẽ cho trứng vào luôn. Đây là cái phần trứng cuối cùng đây nè các bạn. Wow, nhìn ngon quá ta ơi. Đấy, các bạn trộn nó lên. Và cái nước tương này nè thì các bạn nêm nếm theo khẩu vị của gia đình mình. Thì các bạn nếm sao nó cho nó có cái vị mặn mặn ngọt ngọt là được rồi. Wow, nhìn ngon quá các bạn ơi. Đây, bây giờ thì mình sẽ đậy nắp lại. Đậy nắp những cái em trứng cút lại nha. Đậy nắp kính lại. Đây thì mình dùng cái hộp thủy tinh đấy các bạn, để mình ngâm cho nó an toàn cho sức khỏe của mình hơn. Và mình sẽ ngâm trong vòng 5 tiếng nha các bạn. Mình đem để vào trong ngăn mát tủ lạnh nha. Sau 5 tiếng sau thì mình sẽ quay cho các bạn xem tiếp. Cứ khoảng 1 tiếng thì các bạn lấy ra và mình đảo đều lên, để cho trứng này nè các bạn nó ngấm đều, nó không có bị chỗ trắng chỗ đen á. Như các bạn thấy nè, cái trứng này nó nổi ở trên nè, nó sẽ ở trên nó trắng, ở dưới thì nó đen màu nước tương, nên là mình phải trộn lên vậy để cho nó đều màu. Rồi trứng cút thì mình cũng đã ngâm xong hết rồi. Đây, bây giờ thì các bạn thấy cái nè, trứng cút nó có cái màu nâu nâu của nước tương nè. Các bạn nhìn trứng cút ngâm nước tương của mình có hấp dẫn không các bạn? Nhìn có mấy hạt mè nhìn nó ngon dễ sợ luôn vậy đó. Món này thì mình sẽ ăn với lại cơm trắng nha. Wow, thơm quá đi thôi á. Đây, mình chuẩn bị một dĩa cơm này các bạn. Để mình xé ra cho các bạn cùng xem nè. Wow, trời, trứng lòng đào nó chảy ra nè các bạn. Nhìn hấp dẫn quá. Cái món này nè các bạn, thì mình làm trứng lòng đào á, ăn nó rất là béo luôn. Wow, nhìn cái trứng cút bé bé xinh xinh nè. Ngon quá các bạn ơi. Trứng mình ăn rất là béo luôn á. Kết hợp với lại vị nước tương rất là vừa ăn nè. Thơm thơm mùi tỏi, hành tím với hành lá. Thêm một chút mè bùi bùi nữa. Cái món này ăn với cơm thì thôi luôn, ngon bá cháy luôn. Wow, nhìn thích dễ sợ luôn vậy đó. Ôi hả?
Món này các bạn ăn kèm với dưa leo, cà chua, rau sống, rất là ngon.